Dưới đây là những câu nói hay nhất trong phim Người Phán Xử. Các bạn cùng mình xem nhé. Những người không cùng dòng máu thì không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái, con trai mày và tao, thế thôi. Tất cả những người khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Bố nói với con rồi, tiền chỉ là ảo ảnh thôi. Dù con có là tỷ phú thì con vẫn sẽ không được tôn trọng nếu không biết tôn trọng cha mình. Một con cáo già bao giờ cũng nguy hiểm hơn cả một lũ sói non. Bố không bao giờ nghĩ con trai mình ngu, chỉ có điều là hành động lúc nào cũng vội vàng, thiếu suy nghĩ. Là một thằng đàn ông có vợ có con rồi mà lại thích tự do cặp bồ với người con gái khác, nhân cách mày để đâu? Hạnh phúc mà có được dễ dàng thì cũng mất đi dễ dàng thôi. Hạnh phúc phải có được bằng tài năng và trí thông minh của mình. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những cái khác có hay không có không quan trọng. Lời nói của các con phải là quan trọng nhất, bởi vì nó có thể thay đổi cuộc sống và mạng sống của rất nhiều người. Cái chết vẫn hơn sợ chết. Trong phiên tòa này, tôi muốn phải xử thật thỏa đáng để cho người chết cũng phải an lòng. Chẳng lẽ người nghiêm túc không bao giờ ngoại tình à? Thậm chí họ còn ngoại tình một cách nghiêm túc. Chỉ khi nào con thực sự bình tĩnh, con sẽ biết mình phải làm gì. Con nên nhớ, mình là doanh nhân, nếu tức giận thì đi ngủ. Phải bỏ cái máu điên đi thì mới làm được việc lớn.